Vừa qua, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đã được tổ chức tại chùa Từ Ân dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Từ Nhơn, chủ trì chùa cùng sự tham dự của đông đảo Phật tử Việt Nam và người Việt Nam tại thủ đô Berlin, cũng như nhiều địa phương ở Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi Thượng tọa Thích Từ Nhơn và Đại đức Thích Đồng Hòa đọc sớ cầu siêu cho các vong linh là thân nhân của người Việt ở Đức, Đại lễ Vu Lan đã bắt đầu với tiết mục múa dâng hoa cúng dường của các cháu thiếu nhi. Tại đây, các Phật tử cũng được nghe Thượng tọa Thích Trần Pháp chú giảng nghĩa về lễ Vu Lan báo hiếu, về đạo hiếu đối với người Việt sống ở nước ngoài, và làm lễ cài hoa hồng cho những ai còn mẹ, cài hoa trắng cho những ai đã không may mất mẹ. Đến với đại lễ, các Phật tử đã nghe được các nghệ sĩ, ca sĩ trong cộng đồng biểu diễn những tiết mục văn nghệ dân gian về chủ đề người mẹ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cũng trong dịp này, Đại lễ Vu Lan báo hiếu cũng được tổ chức tại chùa Phổ Đà và chùa Linh Thứ ở Berlin và ở các chùa của người Việt tại các thành phố khác ở nước Đức.